Đây là đường xe lửa phía Nam nè cả nhà. Đây chạy về phía Bắc Nha Trang nè. Đây là ngôi chùa Linh Sơn Pháp Ấn của xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Giờ cả nhà mình cùng đi với Lượng Anh vô bên trong nha. Mời cả nhà đi tham quan chùa Pháp Ấn Linh Sơn. Linh Sơn Pháp Ấn của xã Suối Cát. Chùa thì rộng lắm nha cả nhà, mà sát bên đó ra hát ca nhạc nữa, nó hát ca sập đó, thành ra là tiếng hơi ồn nha cả nhà. Ở trong chùa thì còn có hai cái cây cổ thụ trên cái 100 năm tuổi cho cả nhà. Vì cô công nhận là cây đó là được nhà nước đóng dấu là cây cao 100 năm tuổi của Lê Sơn hồi trước tặng cả nhà. Nhiều trước nhiều lắm mà sau chùa đi vắng á, nhiều người ta tới chặt phá quá thành ra cũng mất hết số cây lớn đó. Nếu cây 100 tuổi thì cũng được 4-5 cây ra cả nhà. Chùa này bông rất đẹp trên cả nhà. Có anh đang tưới bông nè.
ngôi chùa này là hồi trước là nhà nghỉ mát của Y Giặc Sen cả nhà thời Pháp. Nhà nghỉ mát, rồi sau này Y Giặc Sen là ổng mới giao lại cho giáo hội Phật giáo, rồi mới dựng lên cái chùa. Chứ không phải là đất của chùa nha cả nhà, đất này đất của Pháp, của Y Giặc Sen. Nhà nghỉ dưỡng của ông Y Giặc Sen đó cả nhà. Sau này ổng mới giao lại cho giáo hội Phật giáo. Bông nho rất là nhiều cả nhà. Chùa Linh Sơn, nhà làm việc của bác học A Giặc Sen, trước đây là một trong những địa danh gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học của ông. A Giặc Sen sinh năm 1863, là người thụy sĩ gốc Pháp. Ông đã sống và làm việc tại huyện Bích Tơ, Nha Trang từ năm 1894. 1943, ông chọn thành phố Nha Trang làm quê hương thứ hai của mình và đã qua đời tại đây vào năm 1943. Trong hoạt động khoa học năm 1886-1943, Y Giặc Sen đã cống hiến nhiều công trình nghiên cứu giá trị cho nhân loại. Ngày 28 tháng 9 năm 1990, Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch quyết định số 993 QĐ công nhận di tích lịch sử lưu niệm về nhà bác sĩ Y Giặc Sen, gồm thư viện Y Giặc Sen Nha Trang, chùa Linh Sơn, bộ Y Giặc Sen di tích và quốc gia. Cả nhà mình cùng nghe nha. Mình xem video thông cảm nha, ở sát bên hát sập á, thành ra là coi như là quay cắt tiếng không được nha cả nhà, tại vì này quay trực tiếp á, thành ra là cắt tiếng không được, là mong cả nhà thông cảm. Đó, cái nhà vàng vàng đó, hình vòng cung cửa đó cả nhà, là nhà của
nghỉ dưỡng của Yersin, cái nhà đó đó, cái nhà vàng vàng này đó, trên 100 năm tuổi rồi cái nhà, giờ đỡ vào di tích lịch sử luôn. Trong đó cũng có thờ tượng ông trong đó. Giờ mời cả nhà mình cùng vô tham quan nhà nghỉ dưỡng của Yersin nha cả nhà. Trong này có thờ tượng ông mà thượng có khúc trên không cả nhà. Đây là nhà nghỉ dưỡng của ông hồi trước nè, trên 100 năm tuổi rồi cả nhà. Ngày xưa ông nghỉ dưỡng ở đây, đi vô trong chỗ trại chăn nuôi chú Dầu để nghiên cứu về khoa học vaccine đi cả nhà. Nhà này là được văn hóa thông tin quyết định là đỡ trên 100 tuổi rồi. Nhà bác học Y Sen, người thụy sĩ cả nhà. Đây là bàn thờ của ông này, đó hình ông đang thờ tại nhà nghỉ của ông đó, đó cái nhà thấy không? Chắc cũng cả nhà quen biết rồi, tại vì nói chung là Yersin là ai cũng đều biết mà. Mời cả nhà cùng đi với Lượng Anh đi lên chánh điện nhân cả nhà. Chánh điện này nó cũng rất là đẹp luôn cả nhà, rộng rãi lắm. Ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Cả nhà mình cùng đi tham quan với Lượng Anh nha. Xin chúc đại gia đình thân mến, anh em bạn bè chiến hữu gần xa trong cũng như ngoài nước cùng đi tham quan chùa Pháp Ấn Linh Tự, chùa Pháp Ấn nha cả nhà. Cả nhà mình có xem kênh video của Lượng Anh thì cũng nhớ đăng ký kênh và chia sẻ bình luận cho Lượng Anh nha, có kênh động lực hơn nha cả nhà. Lượng Anh đang quay ở bên ngoài á, bên hướng Tây, quốc lộ 1A đường chạy về thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Có cái mộ Yersin nằm trong khu công nghiệp Suối Dầu ở cả nhà, đó đó, chỗ hướng đó nhìn qua đó cả nhà. Nằm về hướng Tây mộ Yersin nha cả nhà, nằm trong khu chăn nuôi chú giàu nha cả nhà. Còn đây là đường quốc lộ, đường xe lửa chạy cả nhà, đường xe lửa chạy về hướng Bắc. Ngoài đường xe lửa là đường quốc lộ 1A nha cả nhà. Cái nhà mình thấy có đẹp không? Đó nằm hướng đó đó cả nhà, là mộ
Cô Yersen đây cái nhà. Đây đường quốc lộ 1A. Đây là trước mặt cái điện nha cả nhà. Có mẹ Quan Âm Bồ Tát rất là cao. Linh Sơn Pháp Ấn. Cả nhà mình cùng xem Lượng Anh quay ngang nè. Là cái đó, cái nhà đó là hơn trăm năm rồi nha cả nhà. Nhà nghỉ của vua Úc Y Sen đó cả nhà. Nhà nghỉ dưỡng khoảng người kia trước kia đó. Cái nhà vàng nè cả nhà. Đường Anh trên kính trúc Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và cùng Hoa Kỳ xem kênh của Đường Anh, kênh từ thiện của Đường Anh, thì Đường Anh không có gì hơn cũng chúc cho đại gia đình mình dồi dào sức khỏe, bình an vạn sự.
càng ngày càng tiến tới như cả nhà. Việt Nam, Ấn Độ, Afghanistan, Indonesia và Hoa Kỳ cùng dồi dào sức khỏe nha. Tôi đến đây Lượng Anh xin kết thúc video cả nhà nãy giờ cùng đi tham quan với Lượng Anh chùa Pháp Ấn Linh Sơn, chùa Linh Sơn Pháp Ấn nha cả nhà, nó lộn. Có gì mọi sai sót cả nhà mình đều thông cảm nha. Chùa Linh Sơn Pháp Ấn cả nhà, nãy Lượng Anh nói lộn thôi, chào cả nhà mình nha, xem video sau nha.